Con muốn bạn em lớn hơn tuổi ạ, cao hơn con một tí. Cao hơn, cao, chắc cao quá, cao hơn rồi. Muốn ở Đắk Lắk ạ. Dạ, Đắk Lắk rồi, Đắk Lắk luôn. Dạ, gọn gàng sạch sẽ, tính tình thì hài hước ạ. Con rất hài hước. Tính hài hước gần có. Dạ, vậy để con về con rèn cho. Mời nhà trai. Rồi, mời chú rồi. Mời nhà gái. À, xin mời chú bộ đội giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị chào chị Hồng Vân, chào em, chào các thủ trưởng, chào họ phía nhà gái và xin chào toàn thể chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Huỳnh Quang Luân, hiện đang công tác tại tiểu đoàn 9, trung đoàn 66, sư đoàn 10, quân đoàn 3. Công việc chính của em là làm chính trị viên của đại đội. Thưa anh, là em sinh năm 1991, năm nay 29 tuổi. Quê em là ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Em công tác ở Đắk Lắk. Rồi bây giờ bên đàn gái tôi giới thiệu nè. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, dạ bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả ạ. Dạ. Dạ, con tên là Đỗ Thị Tố Nguyên, năm nay con 26 tuổi. Con sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, con là nhân viên văn phòng ạ. Đắk Lắk ở huyện nào hay là ở Đắk Lắk con? Dạ, con ở thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Gần chỗ mình đóng quân không? Cũng xa. Cũng xa hả? Mình dạ. Ở huyện nào? Đơn vị em đóng quân ở huyện E Leo ạ. Chắc chừng khoảng 70 cây. Ô, sư gần. Em ơi, em hết rung chưa cưng? Bạn nam dạ, ơi, bạn hết rung. Dạ, là hình như em cũng bấm còn rung á. Xin phép chương trình là xin chào bạn gái bên kia. Này, rung quá quên, chào ạ. Đó, rồi. Vậy là thấy bớt rung rồi đó. Linh nói với Vân ngay lúc đầu bộ đội rất là mạnh mẽ, ý chí, không kiên định. Nhưng mà với phụ nữ thì bộ đội gần như nhút nhát. Em có điểm mạnh gì và điểm gì là chưa mạnh? Điểm mạnh của em thì em cảm thấy là mình là một người hiền lành, hơi trầm tính một xí nhưng mà có lòng thương người rất là nhiều. Nhưng mà cũng biết làm rất là nhiều công việc của gia đình. Điểm chưa mạnh của em là gì? Thì em hơi trầm tính, với lại ít thích, không có ít cái biểu đạt cái cảm xúc của mình trước đám đông, trước mọi người. Khi mà có một cái lý do gì cần giải thích thì em lại ngại giải thích những lý do như vậy. Bây giờ em lắng nghe về cái sự giới thiệu của bạn nữ bên đây nha. Dạ. Nha. Rồi bây giờ cứ nói về mình đi nào. Sở thích của con là thích xem phim, nghe nhạc, đi du lịch. Và con hay đi du lịch một mình ạ. Cái điểm mạnh của con là gì nè? Dạ, điểm mạnh của con là con linh hoạt ạ. Rồi con có một cái yếu điểm gì không? Dạ, con là người hay để ý đến tiểu tiết á, nên là hơi kỹ tính ạ. Thì vừa rồi á, con nghe những cái mà những cái tâm sự của bạn nam bên đây á, thì con thấy đây có phải là cái đối tượng mà như là con mong muốn không? Tại vì con hơi hoạt bát một tí nên con thích một người hơi trầm để phù hợp với mình ạ. Sao con lại yêu bộ đội? Dạ, tại vì con yêu nước. Con yêu nước. Con muốn hỏi tại sao con lại yêu bộ đội? Cái mục đích của con là muốn tìm người cùng quê Đắk Lắk ạ. Nhưng mà thêm vào đó con cũng thấy mấy anh bộ đội rất là ngầu ạ. Nên là con đến với chương trình ạ. Dạ. Rồi, cô nghĩ là bộ đội ngầu đó. Nói chuyện rất là hiền. Có yêu nhiều chưa? Bản thân em thì cũng có 1-2-3 mối tình gì đó, ngắn ngắn. 1-2-3 mối tình, dài nhất là bao lâu? Dạ, khoảng 3-4 tháng gì đó. Về ngắn nhất chắc 2-3 ngày quá. Dạ vâng ạ, tại vì em ít bày tỏ cảm xúc với những cái nó kiên quyết quá nên người ta thấy cũng nản. Gì đâu mà ngắn quá rồi, chắc mới quen biết thôi mà đâu. Mà lý do tại sao mà mình lại chia tay? Thì công việc em nó chưa ổn định, thứ hai là có nhiều lúc em tập trung vào công việc quá và ít có thời gian quan tâm tới bạn gái, thế là hai bên thấy không hợp nhau thì chia tay. Chua rồi thì cưng quá. Cưng lắm đó. Qua cô bên đàn gái tôi nè. Ít có ba chạm vào trong cuộc sống ha. Đây đó nè. Đó. Ây cha. Thấy chưa? Cô gái xinh đẹp. Bên đây sao hiền quá. Nãy giờ chú cố gắng chú nói đi coi có bộc lộ cái gì không. Mà thật sự là rất hiền vô cùng luôn. Con có nghĩ ngày nào là con sẽ về quê con ở lấy chồng ở dưới quê luôn không? Dạ con rất thích đi đây đi đó. Nhưng mà điểm cuối cùng vẫn là Đắk Lắk ạ. Cái mẫu người bạn trai lý tưởng của con là như thế nào? Dạ con muốn bạn em lớn hơn tuổi ạ. Lớn tuổi hơn rồi. Dạ. Là bên kia lớn hơn rồi chắc đó. Rồi đó. Dạ cao hơn con một tí. Cao hơn cao, chắc cao quá, cao hơn rồi. Dạ. Rồi gì nữa nè? Muốn ở Đắk Lắk ạ. Dạ, Đắk Lắk rồi, Đắk Lắk luôn. Dạ. Rồi gì nữa nè?
Dạ thì gọn gàng sạch sẽ. Có gọn gàng, có mặc sạch sẽ. Quân phục là đã thấy gọn gàng. Đúng rồi. Đúng rồi, dạ. Đó. Dạ rồi thì tính tình thì hài hước ạ. Con thích hài tính, hước. Tính hài hước gần có. Dạ vậy để con về con rèn cho. Thôi gần có hết rồi đó. Dạ. Được ha. Dạ. Em muốn người phụ nữ của em là như thế nào? Đối với cái mẫu người lý tưởng mà em thích thì bình thường thôi, dễ nhìn, chiều cao thì trên 1m5 được rồi, không quan trọng lắm về chiều cao. Có. Không thích, không ăn mặc lòe loẹt hoặc là nói chung là kiểu cách quá, giản dị càng tốt. Này có áo kiểu thôi chứ không có kiểu cách. Nói chung là một người thực tế một xí, không có bay bổng. Mơ mộng cao tôi thích đi du lịch được không? Đây là được ạ. Đi châu Âu được không? Cái đó được. Dạ vâng, đó là quyền của bạn gái thì tất nhiên là em không thể nào cấm cản được. Rồi. Con con có mấy mối tình rồi? 3 ạ. Dài nhất là lâu? Dạ 1.5 năm hơn ạ. Dạ. Thấp nhất? 1 năm 2 tháng ạ. Vậy nó cao hơn bên đây, dài hơn chút. Xây dịch chút đỉnh. Nhưng mà lý do gì con chia tay? Tại vì con còn khá trẻ con á, nên là có nhiều cái ứng xử khiến cho người ta không có, không thấy hợp, nên là trời, dừng lại. Tính con dễ thương quá mà không hợp gì đâu. Đúng rồi. Con đi với ai? Gia đình. Dạ, con đi với bạn của con ạ. Xin chào mọi người ạ. Con là bạn của bạn Quyên. Thì hỏi ý kiến thì chắc chắn là em của con cũng không biết nói như thế nào. Chỉ là Quyên đứng ở góc độ là bạn bè á, Quyên là một cô gái có khí chất trong sáng thuần khiết đó anh. Quyên có chọn như thế nào ha? Thì lắng nghe mình thôi, cứ cho mình một cơ hội thử. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai vậy? Hôm nay em đi với thủ trưởng ở đơn vị và cơ quan em ạ. Kính thưa quý vị khán giả trong trường quay, thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và hai bạn, tôi là Vũ Ngọc Thành, phó chủ nhiệm chính trị của đơn vị đồng chí Luân. Đối với đồng chí Luân của chúng tôi thì như các bạn cũng đã thấy là đồng chí hơi nhút nhát, một đồng chí rất là hiền lành. Thế nhưng mà trong công việc quản lý chỉ huy bộ đội thì đồng chí lại rất là một người rất là cương quyết trong quản lý chỉ huy bộ đội. Đối với em gái thì anh thấy là em cũng rất là dễ thương. Đấy, và có cái cá tính tương đối là mạnh mẽ. Các em cứ tìm hiểu. Nhưng mà nếu mà hai em mà ghép lại được với nhau thì anh nghĩ rằng cũng là một cặp đôi tương đối là hoàn hảo. Rồi, cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Rồi tự quyết định. Mở rào. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Dạ em gửi anh ạ. Anh cảm ơn em. Rối nữa, rối hơn nữa đó. Chẳng thà coi như là không nhìn thấy nha, nhìn thấy cái rối hơn kìa Linh. Kệ. Đó. Tiến tới, mình phải tiến tới cô gái đi Luân. Bộc lộ sự mạnh mẽ của mình. Nói gì đi, gặp mặt cảm nhận cô gái thế nào, nhìn thẳng cô gái đi Luân, nói đi Luân. Cô ấy thế nào? Đúng quá, thôi cho anh hỏi trước để em trả lời đi. Dạ. Em thấy anh như thế nào? Dạ anh khá là hiền ạ. Em cũng thích người hiền ạ. Dạ. Em có muốn hỏi gì về anh không? Trời ơi. em cảm nhận trước đi Luân. Anh thấy em rất là xinh. Dạ cảm ơn anh. Dễ thương. Nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Nhưng là anh không có điểm gì để không hài lòng với em hết. Dạ. Dạ cho em hỏi là sau này anh sẽ tính sống ở đâu ạ? Thì hiện tại anh vẫn đang công tác ở Đắk Lắk thôi. Dạ. Hát tặng bài luôn cho nó thoải mái của Luân. Hát bài nào đó tặng cho cô gái đi. Cho nó thoải mái. Vâng, em hát hơi buồn. Cởi mở làm cho bạn bớt rung coi nè. Để cho chú bộ đội bớt rung cái đi. Dạ. Lòng em như trang giấy thơm trắng ngần, để anh viếng lên chuyện tình yêu. Bài thơ xưa còn dang dở chưa thành câu, trăng lung linh bướng theo đôi tình nhân.
Và khi yêu ai biết đâu là bến bờ, để rồi phải xa nhau từ đây. Mình xa nhau nên vầng trăng kia vỡ đôi, trăng cô đơn quá ơi người ơi. À, em xin phép thôi. Rồi, thôi. Trời ơi trời, sao mà đầu tiên gặp mà toàn chia mới đôi gặp với nhau lại là vỡ chia tay với trăng rồi, vỡ rồi vậy trời. Tôi con hát cái bài nào gắn kết coi con. Rồi em gái nào hát bài nào vui vui lên coi. Dạ vậy con cũng xin góp vui là một đoạn nhỏ thôi ạ. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tôi luôn trong tim tôi chẳng nhớ đường về. Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người. Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy. Dạ vậy thôi ạ. Em quen anh thì lâu lâu anh mới về đi xuống thăm em được thì em có buồn hay không? Những cái mối tình trước của em thì tại vì bọn em gặp nhau nhiều quá nên là mới sinh ra những cái không hay, nên là bây giờ em thấy bớt gặp nhau lại thì hay hơn ạ. Nếu mà chúng mình mà cưới nhau á, mà sau này mà ví dụ như em gặp khó khăn mà anh không có điều kiện để về giúp đỡ em thì em nghĩ là có trách anh nhiều lắm không? Dạ em tự cảm thấy em mạnh mẽ nên em có thể vượt qua một mình ạ. Em có muốn hỏi cái gì về anh không? Bây giờ người ta đẹp quá, tranh thủ nhìn thẳng vô mắt người ta hỏi đi, cứ người, tránh ánh mắt làm chi. Dạ sau này thì anh nếu mà mình đến với nhau rồi thì anh có nhút nhát như vậy nữa không ạ? Khi mà mình đến với nhau thì anh chắc chắn anh sẽ kiên quyết trong mọi chuyện, không có nhút nhát như bây giờ. Dạ. Bây giờ thử nha, em nói một câu ví dụ như là anh yêu em coi, em nói sao? Anh yêu em. Nhỏ quá, lên tao tông nữa coi. Em anh yêu em. Nhỏ nữa. Nói cho hết cỡ coi. Em anh yêu em. Nhỏ nữa. Em nói hết lực của em thưa coi. Dạ vâng ạ. Lớn lên. Em anh yêu em. Nhỏ nữa. Anh yêu em. Nữa coi, nữa coi. Anh yêu em. Hết cỡ luôn. Rồi đó. Dạ mà thôi ạ. Hết rồi đó hả? Bấm nút là trao duyên cho nhau, là chúng ta đang hướng đến những điều tốt đẹp, hướng đến một tương lai. Một, hai, ba, hết thời gian. Trời ơi, trời ơi, con làm có hồi hộp quá đi mất. Trời suy nghĩ. Trời ơi, hai đứa nắm tay nhau đi, phép thủ trưởng cho mình hôn nụ hôn đầu tiên đi. Vâng, con xin phép gia đình nhà gái cho con được hôn bạn gái. Chúc các bạn hạnh phúc. Chúng tôi gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của Cụm Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Nếu có dịp vào đây xem phim, những bộ phim về tình yêu để yêu nhau nhiều hơn. Đây, các bạn nhận được một món quà dễ thương từ mạng xã hội Mocha. Đó là cặp áo màu tím mang thông điệp gắn bó dài lâu. Các bạn hãy gọi điện nhắn tin để cùng thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù xa cách mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Như vậy là ta đã đến với hai cặp đôi và họ đã bấm nút. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ đến với hai cặp đôi đó. Bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin chào tạm biệt và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 9 giờ sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc Phòng Việt Nam.